Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn công thức làm món bánh, bánh cam, bánh rán và có nơi còn gọi là bánh cục. Thì món bánh này gắn liền với tuổi thơ của rất là nhiều người cũng như là được mọi người yêu thích. Tuy nhiên thì không phải lúc nào mình cũng có thể là dễ dàng tìm mua được. Thì bánh này, cái lớp bên ngoài thì nó dai, nó giòn, nó thơm mùi mè. Và khi mà hòa quyện với cái nhân đậu xanh á, nó bùi bùi béo béo nữa các bạn, rất là ngon luôn. Ngon chưa? Mời các bạn nha. Quá giòn luôn các bạn ơi. Cái lớp vỏ nha, nó giòn, dai dai, thơm mùi mè, cắn trúng một chút xíu cái nhân đậu xanh nữa. Cái độ ngọt của nhân đậu xanh là mình thấy rất là vừa rồi, không quá ngọt, nói chung là ngon. Các bạn hãy thử vào bếp mà thực hiện nha. Thì để thực hiện món bánh cam cũng như là bánh rán thì chúng ta sẽ có hai phần nguyên liệu. Phần thứ nhất đó là về phần vỏ, phần bột. Đầu tiên là mình chuẩn bị ở đây là 100g bột nếp. Đây là 15g bột gạo, 35g bột năng, 25g đường cát trắng, 25g mè trắng, có nơi thì còn gọi là vừng trắng. Và đây là nguyên liệu để mà mình làm cái phần nhân. Sẽ có ở đây là 100g đậu xanh cà. Đậu xanh cà tức là đậu xanh nó được bóc vỏ được như thế này. Sau khi mua về thì các bạn nhớ là mình sẽ vo sạch và ngâm vào trong nước khoảng 3 đến 4 tiếng để mà khi mình luộc nó sẽ nhanh mềm. Còn để mà rút ngắn thời gian hơn thì mình đã cho vào ngâm vào nước nóng. Thì ngâm vào nước nóng thì chỉ cần mất khoảng thời gian là 30 phút đến 1 tiếng thì khi mà mình luộc nó cũng nhanh mềm nha các bạn, tiết kiệm được thời gian nhiều hơn. Và tiếp theo ở đây là 50g đường, 50g đường cát trắng. Và đây là dầu dừa. Hôm nay mình làm bánh này là mình sử dụng dầu dừa thì món bánh nó sẽ thơm ngon hơn. Là khoảng 2 muỗng canh dầu dừa và muối. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện món bánh cam bánh rán này nhé. Trước hết thì chúng ta sẽ đi chuẩn bị phần vỏ bánh nha. Mình sẽ cho 100g bột nếp vào một cái tô lớn. Tiếp tục cho vào đây 15g bột gạo. Tiếp tục cho vào đây 35g bột năng. Rồi tiếp tục cho vào đây 25g đường. Các bạn sẽ sử dụng phới lòng như thế này để các bạn trộn đều lên. Cuối cùng các bạn sẽ cho nước ấm vào. Các bạn nhớ là mình sẽ sử dụng một là nước nóng còn hai là nước ấm nha. Các bạn sẽ cho vào từ từ, lượng nước thì mình không có đong chính xác. Các bạn chỉ cần quan sát đến khi nào bột của mình nó trở thành một cái khối dẻo mịn, nó không quá khô và nó cũng không quá nhão là đạt nha. Thì mình sẽ dừng lại, mình không cho nước nữa. Mình phải cho nước nóng và nước ấm thì bột nó mới dẻo mịn được. Nếu như các bạn cho nước lọc bình thường thì bột nó sẽ bị loãng ra chứ nó không có dẻo được nha. Rồi ha các bạn, đây đây là bột sau khi mình đã cho nước ấm vào và nó đã trở thành một cái khối dẻo mịn như thế này, không quá khô và cũng không quá nhão. Các bạn có thể là quan sát bằng mắt thường hoặc là các bạn có thể là dùng ngón tay nè, các bạn ấn vào và các bạn thấy nó không có còn dính tay nữa, tức là bột nó đã đạt nha, tức là nó không quá loãng. Bây giờ thì mình sẽ cho bột nghỉ trong khoảng thời gian là 30 phút. Trong thời gian bột nghỉ mình sẽ đi luộc đậu. Bánh này làm dễ lắm các bạn, nhưng mà ăn rất là ngon. Rồi mình sẽ bọc thực phẩm lại. Rồi cho đậu vào, cho nước vào, các bạn sẽ luộc đến khi nào đậu nó chín mềm. Các bạn có thể là đậy nắp lại nhưng mà mình để hở một chút ha, để cho đậu nó nhanh chín. Như vậy là sau khoảng thời gian 25 phút, bây giờ thì đậu xanh cũng đã chín. Tiếp đến các bạn bắt lên bếp cho mình một cái chảo nhỏ để chúng ta đi xên đậu. Cho hết đậu xanh vào chảo.
bật bếp lên và để mức lửa nhỏ vừa. Các bạn sẽ cho vào đây 50g đường cát trắng để các bạn xên cùng đậu luôn. 50g đường ha. Nếu bạn nào mà thích ăn ngọt hơn thì các bạn sẽ tăng cái lượng đường lên. Nhớ là xên mức lửa nhỏ vừa. Được khoảng 10 phút các bạn xên đậu, bây giờ các bạn sẽ cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối để mình dằn lại cái độ ngọt. Cũng như cho vào đây 2 muỗng canh dầu dừa. Và các bạn sẽ tiếp tục xên đến khi nào cái phần nhân đậu xanh nó dẻo mịn ha. Các bạn sẽ xên đậu đến khi nào các bạn thấy là nhân đậu nó đã dẻo mịn như thế này và nó không còn dính vào chảo nữa, tức là nhân nó đã đạt ha. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và mình chờ cho nhân đậu nó nguội bớt rồi mình sẽ cho ra, chia ra những phần bằng nhau. Các bạn không còn dính vào chảo nữa ha. Rất là dẻo luôn. Rồi đây là phần nhân đậu xanh cũng như là phần bột mình đã chia ra những phần bằng nhau. Hôm nay là mình sẽ làm tổng cộng là 10 cái bánh ha. Đây 10 phần nhân và 10 phần bột. Bây giờ thì các bạn nhớ rửa tay sạch sẽ, sau đó thì các bạn sẽ thoa một ít dầu lên tay như thế này để cho bột nó không có bị dính tay. Sau khi vo tròn thì các bạn sẽ ve mỏng ra. Rồi, bây giờ các bạn sẽ cho nhân vào. Sau đó thì các bạn sẽ vo tròn lại ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ lăn qua mè. Hôm nay là mình sẽ làm 5 cái bánh rán và 5 cái bánh cam. Tức là bánh rán thì mình sẽ lăn qua mè, còn bánh cam thì mình không cần phải lăn ha. Rồi đây là những chiếc bánh của chúng ta. Đây là 5 cái bánh cam và đây là 5 cái bánh rán ha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt chảo dầu lên và mình sẽ đi chiên bánh. Các bạn cho đầu đũa vào, các bạn kiểm tra để xem là dầu nó đã nóng chưa. Lúc này dầu đã nóng rồi thì các bạn sẽ giảm nhiệt độ nha. Mình để về mức lửa trung bình. Rồi bây giờ mình sẽ cho bánh vào mình chiên. Mình sẽ cho trước bánh rán vào mình chiên nè. Rồi tiếp theo sẽ là bánh cam. Về bánh cam thì mình phải làm thêm cái phần nước đường nữa nha các bạn. Vì mình chiên bánh xong rồi mình sẽ tới công đoạn làm nước đường. Hôm nay mình chỉ làm 10 cái thôi. Nếu như nhà của các bạn đông người hơn hoặc là các bạn thích ăn nhiều bánh hơn thì các bạn sẽ tăng lên nhé. Và các bạn lưu ý nha, về bánh rán thì các bạn để gần không sao. Nhưng mà về cái phần bánh cam này nè, do là bột nếp ở bên ngoài nó không có được bọc mè, cho nên là các bạn khi chiên các bạn nhớ là mình để cho nó cách xa nha một tí nha, để nó không có bị dính với nhau. Và khi mà mình mới cho vào thì mình cũng hạn chế mình chở cũng như mình đảo. Các bạn nhớ là mình chỉ để mức lửa trung bình thôi, để cho bột nó có thể là được chín từ bên trong luôn. Sau khoảng thời gian các bạn chiên đã được 10 phút, bây giờ thì bánh nó cũng đã vàng một chút rồi ha. Bây giờ thì để tránh cho bánh nó bị đọng dầu cũng như là bánh nó sẽ được giòn lâu, bây giờ các bạn sẽ tăng lên mức lửa lớn nhất cho mình. Rồi mình sẽ chiên đến khi nào bánh nó thật là vàng giòn thì mình sẽ cho ra ngoài một cái rây như thế này ha, hoặc là giấy thấm dầu. Lúc này bánh đã vàng giòn thì bây giờ các bạn sẽ vớt bánh ra. Quá ngon luôn các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi nấu nước đường để mà mình nhúng bánh cam. Rồi cho vào đây 80ml nước lọc. Cho vào đây vài lát gừng. Ở đây mình cho khoảng 10 lát gừng ha. Các bạn nhớ là mình sẽ cắt thiệt là mỏng. Mình nấu cho nó sôi lên. Sau khi gừng đã sôi được khoảng 1-2 phút thì các bạn sẽ vớt những cái lát gừng này ra. Chủ yếu là mình lấy cái hương thơm thôi. Và cái vị hơi cái cay của gừng khi mình ăn bánh cam nó sẽ rất là ngon.
Các bạn nhớ là mình sẽ để mức lửa nhỏ nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho vào đây là 50g đường thốt nốt. Bây giờ thì chờ cho đường nó tan ra. Lúc này đường đã tan hết và nó đã rút được một nửa nước ha. Bây giờ thì mình sẽ cho ra chén và mình sẽ nhúng bánh vào để mình làm bánh cam. Rồi đây là những chiếc bánh của chúng ta sau khi mình đã cho ra ngoài rây nó bớt dầu. Bây giờ thì mình sẽ nhúng bánh ha. Nhúng bánh qua đường. Lúc này nó vẫn còn hơi nóng cho nên là mình sẽ dùng đũa đi. Rồi nhúng bánh qua lớp đường. Rồi bây giờ thì cho ra đĩa. Mình chỉ nhúng bánh cam thôi nha các bạn. Còn bánh rán, bánh mè thì mình không nhúng. Mình đã cắt ra một cái bánh để các bạn có thể là quan sát ha. Đó, cái phần nhân và cái phần vỏ nè. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Rất là đẹp mắt luôn. Đó. Đây là những chiếc bánh gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người. Rất nhiều bạn yêu thích món bánh này. Công thức rất là đơn giản phải không nào? Như vậy là các bạn đã có thể là vào bếp và tự tay mình làm ra những chiếc bánh vàng ươm và đẹp mắt như thế này. Ngon miệng như thế này. Để dành cho những người thân và bạn bè của mình thưởng thức rồi đó. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công với cách làm bánh cam, bánh rán này nhé. Và nếu như các bạn cảm thấy hay, cảm thấy ngon và món bánh này hấp dẫn, cũng như là gợi nhớ cho các bạn về tuổi thơ của mình thật đẹp, thì các bạn hãy cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Đừng quên chia sẻ cho nhiều bạn bè để biết thêm một công thức nữa về cách làm bánh cam cũng như là bánh rán này nhé. Chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye!